Cho Nguyên cập nhật bản tin tình hình cụ thể của cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga mà chúng ta đã theo dõi một thời gian khá là dài. Tình hình cụ thể nó như thế nào? Phải nói là một cái tình hình cụ thể nó khá là lo lắng cho Ukraine trong cái giai đoạn mà cái khí hậu nó khá là lạnh. Hiện bây giờ Trung Nguyên nói nhiệt độ ở tại Ukraine, ở tại những cái khu vực giao tranh, nhiều nơi là trừ 18 độ C. Các quý vị biết là trừ 18 độ C là nó lạnh cống sườn sườn luôn. Đó. Nhưng cuộc giao tranh nó rất là khốc liệt. Nga tấn công giống như là vũ bão. Và Trung Nguyên nhắc lại là Putin cần một cuộc chiến thắng. Đặc biệt là trước cái ngày mà Putin họp báo là ngày 14 tây tháng 12. Có nghĩa là Putin còn 13 ngày nữa. Lực lượng của Nga phải thắng một cái khu vực nào đó, nhỏ hay lớn, nhưng phải thắng. Để cho cái bài thuyết trình của Putin nó có kèm cái sự kia là thuyết phục, sự ủng hộ. Nếu không, cỡ này người dân Nga cũng ngán Putin lắm rồi, ngán Putin lắm. Mà không biết làm sao thay đổi ổng, chứ người dân Nga bây giờ cũng nhắc tới Putin là họ cũng mệt lắm rồi. Họ cũng mệt lắm rồi các người. Nên là Putin phải tìm một biện pháp tối đa để thắng một cuộc chiến. Và đặc biệt là Putin đang đặt cá cược ở khu vực miền Đông Bắc. Có nghĩa là đặt cá cược ở khu vực Kharkivka, Bakhmut. Là hai khu vực mà Putin dồn hết tất cả tâm tư, tất cả lực lượng để mà tìm một cuộc chiến thắng trong vòng 13 ngày. 13 ngày. Nên là ngày hôm nay cuộc giao tranh rất là khốc liệt ở khu vực. Cái báo cáo cụ thể cho biết của Ukraine, tất nhiên Trung Nguyên nói là cái báo cáo thì chúng ta nghe để mà tham khảo, chứ không nghe để mà tin. Vì chúng ta không thể nào xác nhận được là bên Ukraine nói đúng hay là bên Nga nói đúng được. Nên là chúng ta nghe cho biết để chúng ta biết là cái tình hình cuộc chiến nó khốc liệt như thế nào. Cái báo cáo của ngày hôm nay là lực lượng của Nga đã mất 1.300 binh sĩ, 13 chiếc xe tăng, 22 chiếc máy bay không người lái. Đây là cái báo cáo mà của mới lúc mà Nguyên nhận được cái báo cáo này là lúc mà nó mới vừa sáng sớm thôi. Để cho các quý vị hình dung ra được là cái tình hình cụ thể chiến trường nó như thế nào. À, cái chiến trường đó. Vì Nga đang đánh một cách ồ ạt, Nga tiến lên không ngừng. Với cái nhiệt độ rất là lạnh nhưng lực lượng của Nga được ban lệnh là phải tấn công. Cứ dồn dập tấn công một ngày, Nga tấn công ở tại Kharkivka nhiều khi tới 3 đến 4 lần. Và thực tế là tình hình cụ thể cho Ukraine ở khu vực miền Đông Bắc nó khó khăn. Cái đó chúng ta Nguyên đưa tin với các quý vị là dưới một cái trung lập, dưới một cái tình hình cụ thể, chứ Nguyên không có nghiêng, Nguyên giấu giếm cái sự thật, không phải. Phải thừa nhận, chính Tổng thống Zelensky ngày hôm nay có cái lời phát biểu, ông ta thừa nhận điều đó. Là tình hình miền Đông đang ở trong cái giai đoạn khó khăn vô cùng. Vì cái số lượng binh sĩ của Nga nó áp đảo, nó quá nhiều so với Ukraine đang cầm cự. Tuy rằng Ukraine làm cho Nga tổn thất rất là nặng. Nga chịu tổn thất về tính mạng binh sĩ rất là nhiều, mà Nga đã dùng biển người để mà cướp đoạt lãnh thổ. Có nghĩa là Nga hy sinh binh sĩ để đạt được mục tiêu. Đặc biệt là Trung Nguyên nói là trước cái bài phát biểu của Putin, trước ngày 14 tây tháng 12, đó là bài phát biểu cuối năm trong cái giai đoạn chiến tranh. Đặc biệt là Putin phải có bài phát biểu rất là làm sao thuyết phục được dân. Vì Putin cũng sẽ công bố là ông ta sẽ ra tranh cử hay không. Nếu ông ta những cái lời phát biểu của ông ta không đủ thuyết phục, sự ủng hộ của ông ta để tranh cử bầu cử ở tại đất nước Nga nó sẽ giảm rất là nặng nề. Nên là Putin cũng phải làm sao đủ cách để tìm cuộc chiến thắng ở tại trên chiến trường. Đó là bản tin để cho các quý vị thấy cái hình dung bức tranh tổng thể ở khu vực miền Đông Bắc nó như thế nào. Ngày hôm nay thì ông Seru, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga đã có phát biểu là cũng đưa một con số mà Trung Nguyên nói để chúng ta tham khảo, chứ không phải để cho chúng ta tin những gì mà Nga nói hay là Ukraine nói. Thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga đó là ông Seru Lakhov. Thì ông Seru Lakhov là ông ta mới vừa tiết lộ một con số là ông ta nói rằng là 6 tháng vừa qua, cái cuộc phản công của Ukraine mà ông ta đánh giá là cuộc phản công đã thất bại vì nó không đem lại bất cứ một cái gì thắng lợi cho Ukraine, mà ông ta đánh giá như vậy là đã tổn thất khoảng 125.000 binh sĩ. Đây là một cái con số khá là đáng lo các quý vị, đúng không? Con số này nó có đúng sự thực tế hay không thì Nguyên không thể khẳng định được. Nhưng ông ta phát biểu là Ukraine không đạt được thành công thì hoàn toàn Nguyên không chấp nhận.
Thực tế thì Ukraine họ không có chiếm được những thành phố lớn giống như chúng ta đang chờ đợi. Họ không chiếm được thành phố lớn giống như chúng ta đang chờ đợi. Nhưng chúng ta thấy được là họ đã qua sông, mà họ đi sâu qua bên sông gần tới 30 cây số. Mà cái khu vực đó thì không có thành phố gì hết. Khu vực đó thì có một hai ngôi làng, còn nhiều là đất trống. Qua bên sông họ đã đi sâu hơn 30 cây số. Lực lượng của họ đã qua bên sông Dnipro. Đó là một cái chiến thắng của họ. Đặc biệt là những cái sự mà Ukraine tấn công vào thiết bị quân sự của Nga trong thời gian cả tháng gần đây, đặc biệt là tại đảo Crimea và căn cứ quân sự của Nga bị te tua. Không thể nói là trong 6 tháng vừa qua Ukraine không đạt được thành quả được. Ukraine đạt những thành quả, những cái thành quả của Ukraine là để chuẩn bị cho cái cuộc tổng phản công. Chuẩn bị cho cái cuộc tổng phản công vào tháng 1, tháng 2 khi mấy anh phi công trẻ tuổi đậu bằng máy bay F-16 về. Đậu bằng F-16 về thì lúc đó mới tổng phản công. Nên là đây là chỉ là cái giai đoạn chuẩn bị, cũng giống như chúng ta mà chuẩn bị đánh golf thì chúng ta phải cắt cỏ, láng cái sân. Cái này là trong cái giai đoạn chuẩn bị thôi. Nó là cái giai đoạn mới, là cái giai đoạn chuẩn bị, chứ không phải khẳng định là Ukraine đã thất bại. Thì ngày hôm nay thì ông Nga ông đã báo cáo với con số và đánh giá rằng là cái cuộc phản công từ vào những cái tháng vừa qua, từ mùa hè đến bây giờ, có nghĩa là 6 tháng, tại vì chúng ta đã bước vào mùa đông và chúng ta đã bước vào tháng 12, là 6 tháng vừa qua họ cho là đã thất bại với một con số binh sĩ là 125.000. Đây là cái báo cáo của Nga về cái tình hình chiến trường với con số ca tử vong. Nhắc lại thêm một lần nữa, chúng ta nghe để tham khảo, nghe để cho biết, không thể tin được những con số này. Và bây giờ, với cái tình hình căng thẳng như vậy thì Tổng thống Zelensky đã làm gì để mà giải cứu tình hình? Tổng thống Zelensky đã nói cái gì? Thì ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky đã đi đến ở Kharkiv. Ngày hôm nay thì ông đi xuống một chút xíu, ông đang ở tại Zaporizhzhia. Là ông đang đi những nơi chiến trường. Mục đích là ông muốn nhìn thực tế tình hình cuộc chiến cụ thể. Vì các vị cũng biết mà, ông Tổng thống ngồi trong văn phòng, cái báo cáo từ quân đội nó sẽ gửi lên. Nên là cái lý do đó mà Tổng thống Zelensky ông ta phải bắt buộc phải đi đến chiến trường. Và ông ta ngày hôm qua thì đi đến khu vực, nguyên đó là cái khu vực Kharkivka, là thuộc miền Bắc. Bữa nay ông ta xuống chút xíu Zaporizhzhia. Thì cái chuyến đi này á, ông ta không phải đi không, là ông ta muốn nhìn cái sự thực tế. Thứ nhất là nhìn cái vấn đề mà sĩ khí quân đội, tâm trạng của binh sĩ. Thứ hai là coi cái thiết bị vũ khí có thiếu hay không. Chứ ông ta không muốn đánh giá qua những cái báo cáo của cái báo cáo. Thì trong cái chuyến đi đó thì ông ta vừa đi và ông ta vừa làm việc. Và theo cái nguồn tin cho biết là ông ta ngày hôm nay đã đến Zaporizhzhia sau 2 ngày đi kêu là khảo sát về tình hình chiến trường. Thì ông ta đã điện thoại cho ông Olaf Scholz, và muốn chia sẻ cái tình hình cụ thể cho ông Thủ tướng của Đức và kêu gọi sự yểm trợ của Đức vì những gì mà ông ta chính mắt ông ta thấy trên chiến trường, mà những cái gì mà Ukraine cần. Ông ta đã nhìn thấy những cái gì mà trên chiến trường thật, chứ không phải nằm ở trong cái báo cáo giấy tờ mà người ta gửi lên văn phòng của chính phủ. Nên là cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky mục đích là nhìn thấy sự việc, đánh giá tình hình cụ thể, rồi liên lạc với đồng minh và kêu gọi sự yểm trợ tình hình. Ngoài cái đó thì Tổng thống Zelensky đã có họp báo với những thanh niên trẻ và có một bài phân tích mà Nguyên thấy phân tích khá thấm, khá hay, và Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Tổng thống Zelensky cho rằng là trong tương lai chúng ta lấy đảo Crimea nó còn dễ hơn lấy Donbass. Người ta nói rất là, có rất là nhiều người khó hiểu. Tổng thống Zelensky nói là đồng minh của chúng tôi á, thì không bao giờ tin là chúng tôi lấy được đảo Crimea. Đồng minh là có nghĩa là Tây Phương đó, châu Âu, đồng Mỹ không tin chúng tôi lấy được đảo Crimea. Và nghĩ là chúng tôi có thể lấy Donbass nhưng không lấy được Crimea. Nhưng tôi không hoàn toàn như vậy. Tôi không hoàn toàn nghĩ như vậy. Tôi thấy là dễ lấy hơn đảo Crimea hơn là Donbass. Lý do là bởi vì dân, vì lòng dân. Dân ở đảo Crimea đang chống đối chính phủ Nga. Dân cái đảo Crimea
trái tim của đảo Crimea nó nằm trong trái tim của người dân Ukraine. Người dân Ukraine ở tại đảo Crimea không có khuất phục Nga. Người dân Ukraine ở tại đảo Crimea đang đối kháng với Nga trong bóng tối và âm thầm. Còn người dân Ukraine ở tại Donbass thì không. Nên chúng tôi không phải đối đầu với lực lượng của Nga, mà chúng tôi đang đối đầu với người dân. Mà người dân chúng tôi không làm được gì họ. Quyền lợi lựa chọn là họ. Nên theo Tổng thống Zelensky, ông ta cho rằng là lấy Crimea không khó, nhưng lấy Donbass mới là khó. Thì đây là một cái bài nói chuyện của Tổng thống Zelensky đã làm bị rất là nhiều người thắc mắc và mổ xẻ. Thứ nhất là đảo Crimea là một cái hòn đảo, đánh không phải dễ. Ukraine muốn gửi binh lên để mà nuốt trọn đảo Crimea trở lại. Nó là một cái sự trần ai gai khổ. Thứ nhất là thủy binh lục chiến của Ukraine không nhiều. Ukraine không có đủ khả năng cái điều đó. Thứ hai nữa là muốn lấy đảo Crimea nó khó khăn vô cùng, bởi vì căn cứ quân sự của Nga ở đó rất là vững chắc. Nhưng Tổng thống Zelensky vẫn tin tưởng rằng có thể lấy được. Nhưng Donbass là không. Vì Donbass đã bị sự xâm nhập của Nga quá lâu năm. Và Nga đã tuyên truyền quá nhiều. Và người dân ở khu vực đó họ đứng về phía bên chính phủ Nga. Cái khu vực mà đã cách trước năm 2014, họ tách rời ly khai đó. Nên là bây giờ muốn lấy lại, phải lấy bằng vũ lực và phải đối đầu với dân khi dân nó nghiêng về phía Nga. Và bởi vì cái lý lẽ đó, Tổng thống Zelensky, ông ta đã giải thích rằng khó hơn nhiều. Thì cái này đó, Nguyên đồng ý với các như vậy. Cũng giống như mình điển hình đất nước Việt Nam mình đi. Bây giờ đất nước Việt Nam của mình nó bây giờ vẫn là còn của Việt Nam đó. Nhưng bây giờ nếu mà có trên 60 người dân, 60% người dân, có nghĩa là Việt Nam bây giờ là mình 90 triệu nha. Bây giờ Nguyên nói là 55 triệu. Mà muốn trở thành người Trung Quốc, Việt Nam chúng ta mất nước liền. Việt Nam chúng ta mất nước liền. Nên là nước nó còn hay nó mất, nó nằm ở trong trái tim của chúng ta. Vì sự quyết định của chúng ta. Nước còn hay mất thì cũng giống như Donbass vậy đó. Bây giờ họ không muốn làm người của Ukraine, không muốn mang quốc tịch Ukraine. Họ thấy là họ muốn trở thành sáp nhập vào Nga. Họ thích điều đó. Thì ai làm được gì họ? Nên là cái điều đó là cái bài phân tích của Tổng thống Zelensky nó rất là chính xác. Nhưng tại sao Nguyên nói á, bất cứ một cái đế chế nào, bất cứ một cái cai trị nào hay là một cái nhà lãnh đạo nào muốn bền vững là lấy lòng dân. Anh không có dân, anh không làm được cái gì hết. Dân là cái nền tảng tứ mọi sự việc. Nếu anh được lòng dân thì anh sẽ được thắng. Anh không được lòng dân thì anh sẽ thất bại. Cái đảo Crimea cũng bị lấy năm 2014, nhưng Nga không có thể tẩy não người dân Ukraine được. Người dân Ukraine tại đảo Crimea vẫn đấu tranh để giành để độc lập. Nhưng người Donbass thì họ tình nguyện sáp nhập với Nga. Họ tình nguyện từ lúc năm 2014. Thì các quý vị thấy rõ là thì tại sao cái bài phân tích của Tổng thống Zelensky nó rất là thấm cho chúng ta để hiểu được là một cái đế chế, một sự cai trị hay bất cứ một cái gì cả, chúng ta phải thuyết phục được lòng dân, mua chuộc lòng dân. Cho nên cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa hỗ trợ cho chương trình. Chúng ta phải mua chuộc được lòng dân. Đó là báo tin liên quan đến cái sự việc mà bài phân tích của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay mà Nguyên nói cái cách bài nói chuyện này á, ở trước sinh viên đại học á, đã làm cho người rất là nhiều người Ukraine họ ngậm ngùi, và cũng làm cho rất là nhiều người phương Tây họ không hiểu, vì họ không hiểu điều đó các quý vị. Tại vì họ nghĩ là dùng Donbass nó dễ đánh hơn và dễ lấy hơn, thì ngược lại không. Thì tại sao Nga đặt trụ sở tổng phản công ở khu vực Donbass là gì? Vì Nga được cái sự yểm trợ của người dân ở khu vực đó. Nga được cái sự yểm trợ. Nga không đặt ở trong trọng trăm tâm ở miền Nam, ở khu vực cần lấy đây, vì không được sự ủng hộ của dân. Đó là bản tin liên quan đến lời phát biểu của Tổng thống Zelensky đã làm cho nhiều người tranh cãi. Và bây giờ Trung Nguyên nói là ăn cắp chiến lược. Thì ông Nga bây giờ sau những sự thất bại nặng nề ở tại Biển Đen, thì Nga đã rút ra một bài học là những cái vũ khí của Ukraine rất là lợi hại và kinh phí không bao nhiêu. Trung Nguyên nói là trước khi mà cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga thì chẳng ai để tâm, chẳng ai bận tâm về vấn đề máy bay không người lái hết. Chẳng ai bận tâm hết.
thực tế là không ai để ý. Người ta chỉ cho là máy bay không người lái chỉ là một cái vũ khí bổ sung, nó không phải là cái vũ khí thiết yếu. Nhưng mà từ lúc cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga rồi thì máy bay không người lái đã trở thành vũ khí chính trong tất cả cuộc chiến trong tương lai. Ngoài máy bay không người lái là xuồng không người lái. Và Nga, sau khi Nga đối đầu với Ukraine, Nga đã gặp cái sự khó khăn và thất bại nặng nề, đặc biệt là đối đầu với hai vũ khí mà do Ukraine áp dụng trong chiến trường mà chưa bao giờ có cuộc chiến tranh nào như vậy hết trong quá khứ. Trung Nguyên nói là đây là cuộc chiến hoàn toàn mới. Đó là Ukraine đã sử dụng nhiều máy bay không người lái và xuồng không người lái, đã làm cho Nga phải thất bại nặng nề trong thời gian gần đây, đặc biệt là một tháng gần đây. Nga không dám ló đầu gần Biển Đen, ít nhất là phải cách xa bờ biển 300 cây số. Nga không dám xích lại gần bất cứ một cái khu trục hạm nào hết, vì Nga sợ những chiếc xuồng không người lái của Ukraine từ thành phố Odessa tấn công hay là Mykolaiv tấn công. Nên là Nga rất là sợ hãi. Phải nói là Nga rất là sợ. Nên là theo nguồn tin tình báo của Anh Quốc thì ông Nga bây giờ là ăn cắp chiến lược của Ukraine. Bây giờ ông ta chuẩn bị ra mắt, chế tạo ra mắt vào giữa tháng 12 những chiếc xuồng không người lái đó. Bây giờ ăn cắp mẫu hình của Ukraine, ăn cắp cách điều khiển của Ukraine, ăn cắp hoàn toàn hết, lụm những mảnh vỡ mà nổ vừa qua hay cái nào mà nó không nổ bị bắn đó, mấy ông lụm lại và mấy ông nghiên cứu. Vào giữa tháng 12 thì Nga sẽ ra mắt những chiếc xuồng không người lái. Đây không phải là lần đầu tiên. Đây không phải là lần đầu tiên. Máy bay không người lái cũng vậy. Ngày xưa Nga không có dùng máy bay không người lái. Sau khi Nga thấy là hỏa tiễn của Nga nó không đạt được mục tiêu giống như mong đợi, và cái số tiền kinh phí quá lớn, thì Nga mới đầu tư vào máy bay không người lái và mua máy bay không người lái của Iran. Chứ ngày xưa Nga không có sử dụng. Khi thấy Ukraine sử dụng, thấy ngon bay, nó hay bay, học bay đó, thì ok, thì cái gì hay mình phải học, đó là sự thông minh của Nga. Và cái điều đó chúng ta đã thấy rõ được là bắt đầu Nga ăn cắp dần đi cái chiến lược, cái chiến lược của Ukraine ăn cắp dần đó. Thì đây là cái báo cáo của Anh Quốc ngày hôm nay, họ cho rằng là họ đã điều tra cụ thể những công ty tập đoàn của Nga về sản xuất vũ khí đã bắt đầu ăn cắp mẫu hình những chiếc xuồng không người lái của Ukraine, và họ đang sản xuất và họ sẽ ra mắt báo cáo vào khoảng giữa tháng 12 cho chúng ta biết. Đây là bản tin liên quan đến đề tài của Nga ăn cắp về công nghệ, về chiến lược quân sự của Ukraine. Thì cái điều này nó cũng không có gì xấu các quý vị. Mình kêu là cái gì người ta hay mình học. Đối với Nguyên thì cái chuyện nó rất là bình thường. Dù là kẻ địch của Nguyên hay là những cái người mà Nguyên không thích đi nữa, nhưng mà người ta hay là mình học. Cái gì dở thì mình bỏ, hay thì mình học. Ở đời mà, học qua người mình ghét nó còn hay hơn là học qua những người mình thích. Vì những người ghét nó có những cái chiêu bài nó rất là độc đáo. Đó, nó rất là độc đáo. Nên là học qua họ mà cũng học nhiều thứ lắm. Mình phải học được nhiều thứ lắm. Nên là cái vấn đề đó để đây chúng ta biết là cái sáng kiến của Ukraine trong cuộc chiến. Và Ukraine đã đem lại một cái cuộc chiến mới, hoàn toàn mới. Và từ đó tới giờ chưa bao giờ có trong lịch sử. Đặc biệt là sử dụng về công nghệ máy bay không người lái, xuồng không người lái, tàu ngầm không người lái nữa. Tàu ngầm không người lái nhưng mà tốn kém quá nặng. Cái tàu ngầm tốn lắm. Tàu ngầm không người lái sản xuất nó đến tới gần tới 7 triệu đô la một cái lần. Chứ nó không giống như là xuồng không người lái. Xuồng không người lái, những chiếc xuồng nhỏ chỉ có mấy chục đô la cũng làm được. Mấy chục ngàn ha, mấy chục ngàn đô la cũng được. Còn tàu ngầm thì cái tốn kém kinh phí nó nhiều hơn. Nên là tàu ngầm cũng sản xuất nhưng nó có giới hạn. Nhưng có nó giới hạn. Đó là bản tin liên quan đến cái sự việc là Nga ăn cắp cái công nghệ của Ukraine. Và bây giờ một bản tin buồn cho ông Nga nha. Một quan chức cao cấp của Nga với cái chức vụ là General, Nguyên không biết chức đại tá hay gì đó ha, Nguyên không biết dịch bằng tiếng Việt Nam cái chức đó là chức vụ gì, đã bị gai mìn và đã tử vong chính thức ngày hôm nay. Một quan chức tướng lãnh của Nga ở khu vực miền Nam lên chiếc xe đề máy gọi bình. Cái chuyện đó là thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây. Rất là thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây. Rất là nhiều. Đó là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga ngày hôm nay. Bởi vì Nguyên không nói nhiều, nó còn nhiều bản tin lắm.
Nhưng mà bởi vì Nguyên đang có một cái ưu tiên cho một bản tin khác. Một bản tin mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị là nó vừa vui, nó vừa buồn. Nó vừa bùi, nó vừa thơm. Không, chắc quý vị nó chả cái bản tin nào mà nó ngộ vậy Nguyên. Cái bản tin này nó trái chiều. Có người thích, có người ghét, có người mà nhắc tới là nổi cơn điên thịnh nộ luôn. Chắc quý vị cũng biết cái bản tin này nó là cái bản tin nó cũng liên quan đến người Việt Nam chúng ta. Tất nhiên là nó không phải đất nước Việt Nam mà nó ở tại Nam Hàn, nhưng mà liên quan Việt Nam chúng ta lắm. Đó là bản tin liên quan đến chó. Chó, cái chó nghe kỳ lắm các bạn. Không biết tại sao, Nguyên không biết nữa. Việt Nam mình ngộ cái con gì với cặp con chó là bắt đầu người ta ấn tượng à. Con chó hình như là người ta sử dụng nó để mà nhục mạ người khác là nặng lắm. Nguyên còn nhỏ chuyên gia là chửi lộn với nhau là mặt chó đó. Cái gì là con chó là cũng xấu hết. Cái gì chó cũng xấu. Bữa nay chúng ta nói liên quan đến Nam Hàn, vấn đề của chó Nam Hàn, Bắc Hàn giống nhau. Thì các quý vị cũng biết đó, ở nước ngoài đó, người ta, Nguyên phải nói là người ta cưng con chó. Nuôi chó nó tốn kém kinh phí. Nguyên không biết tại sao mà Nguyên ngồi Nguyên gãi đầu hoài. Tại sao mấy ông bà Tây Phương là thích nuôi chó? Nó kém rất là nhiều mà nó mệt. Cho Nguyên điển hình nha. Đi mua một con chó, tùy giá tiền, tùy loại giống khác nhau, nhiều khi đến 1.000 đô, nhiều khi có con đến 10.000 đô. Mua con chó về đâu phải Việt Nam mà. Con chó đơn giản vậy, không chảy, không phải. Phải đóng bảo hiểm chó. Phải đóng bảo hiểm. Lỡ nó cắn người ta hay nó phá hoại gì đó, bảo hiểm nó đền, phải đóng bảo hiểm chó. Nó chạy ra ngoài đường, xe cán, đụng hư xe người ta cũng phải đền. Nên con chó phải đóng bảo hiểm cho chó. Mà chó nó còn sướng, nó phải đóng bảo hiểm nữa. Nhiều khi mình làm biếng đóng bảo hiểm, nhưng mà chó là phải đóng bảo hiểm cho chó. Đấy. Chó ngã bệnh thì phải đi thú y. Mình đi khám bệnh thì miễn phí. Ở Đan Mạch này khám bệnh thì miễn phí. Mà đi khám bệnh cho chó thì phải trả tiền. Khám bệnh cho chó thì phải trả tiền. Mà cái giá tiền khám bệnh cho chó nó gấp 3 lần người dân thường. Má ngộ thiệt. Nó ngộ cái như vậy. Người bệnh thì miễn phí, chó thì phải tốn tiền. Chủ chó phải tốn tiền. Chủ chó phải tốn tiền. Khám bệnh phải tốn tiền. Đó. Mà khám bệnh theo định kỳ nha. Khỏe bao nhiêu tháng là phải đi khám rồi, phải chích thuốc ngừa vân vân. Mỗi lần người chủ đi du lịch thì phải mướn người giữ con chó cũng phải tốn tiền. Nếu không gửi được người thân và người nhà là phải mướn người giữ chó, lại phải tốn tiền. Đó là những cái tốn tiền kinh phí rất là nặng nề. Đồ ăn chó không rẻ. Việt Nam mình ăn cái gì cũng được. Cho ăn cơm dư rồi cho nó cục xương thảy cho nó. Tụi mày ăn đi đó. Đá dưới chân rồi mày ăn đi. Chó Việt Nam thì không phải đây. Sợ chó nó phải có. Nó nguyên một cái hàng đồ thực phẩm của chó. Nguyên một cái hàng thực phẩm của mèo. Nguyên một cái hàng thực phẩm của chuột. Rồi phải lựa mà giá nó đắt đỏ. Mà chó này nó chảnh nó cái khét nó không chịu ăn. Nó quen ăn cái đó rồi. Nó chảnh chó lắm. Nó đắt, nó mắc, nó không có ghẻ. Những cái đồ nó rất là đắt. Rất là đắt các quý vị. Nhưng ông bà cũng bỏ tiền ra mà đi mua cho nó ăn hết. Chưa nói là phục vụ cho nó. Chó nó đâu có biết tắm. Con chưa chắc dẫn đi chơi. Nhưng mà chó phải dẫn nó đi mỗi ngày. Cho nó đi toilet, đi tè. Nó đi tè toilet xong còn phải mang bọc bê lông, phải lụm vô. Rồi cuộc rồi bỏ. Ôi dồi ôi. Mùa đông trời lạnh buốt cũng phải dẫn chó đi dạo. Nguyên cảm giác là nó còn hơn ông nội nữa. Nó cảm giác nó còn hơn ông nội nữa. Bây giờ mùa đông các quý vị có dẫn con các quý vị đi chơi không? Nhưng mà chó bắt buộc phải dẫn. Chó là bắt buộc phải dẫn nó đi. Phải dẫn nó đi. Nó khổ lắm các bạn. Nguyên mới nói mà Nguyên ngồi suy nghĩ đó. Mấy cái có điều kiện. Mấy cái người nuôi chó là Nguyên nói là phải có thời gian và có điều kiện. Nha. Chứ mà mấy người giống như Nguyên là không thể nuôi được đâu. Mấy cái người mà cái tối ngày mà làm việc giống như Nguyên là một ngày làm việc hết 15-16 tiếng đồng hồ thì làm gì mà có cái thời gian mà chăm sóc bản thân mà nuôi chưa xong. Chăm sóc chưa được. Nhà cửa thì chưa dẹp nổi. Thì lấy thời gian đâu mà chăm sóc cho con chó. Vì nó phải cần sự chăm sóc tỉ mỉ rất là nhiều. Mà nếu bị ngược đãi thì bị pháp luật lại trừng phạt. Người ta mà thấy chúng ta ngược đãi thú vật
ở Việt Nam mà con chó mà nó lì, trời ơi, quýnh cha mẹ mà nhận không ra luôn. Ồ, ở đây mà các quý vị thử đi, các quý vị thử là chó của các quý vị, các quý vị nuôi, mà các quý vị làm cái hành động gì đi và người ta thấy được đi, trời ơi, rồi là xong luôn. Lúc đó là các quý vị bị cái mạng xã hội, dư luận xã hội Tây Phương với pháp lực của Tây Phương bảo vệ động vật nó hoành hành các quý vị, thì cha lúc đó là khỏi luôn, cuộc đời của các quý vị là nhức đầu nhức óc với pháp lực. Nó nói chung chung là động vật ở nước ngoài được cưng như trứng, hứng như hoa, nó được tôn trọng. Nhiều người kêu ôi baby baby ôi, hôn nhau bằng miệng nữa. Cô Nguyên nè chứ ai, cô ruột cô Nguyên chứ ai, thương chó như con nha, đặt tên, ôm nó vô baby ơi, baby ơi, hôn cà chóc vậy đó. Nguyên nghĩ mấy bác nuôi chó, Nguyên nói cái câu này đúng tim mới ghen mấy bác. Có nhiều cô chú anh chị em nuôi chó cưng như vậy đó, cưng, cưng ơi là cưng luôn. Nhưng đó là mấy anh chú cho con, mấy chú chó to ở nước ngoài. Đó là những cái, đây là những cái bức tranh những cái chú chó ở nước ngoài các quý vị. Những cái chú chó được cái sự bảo vệ của cả luân lực pháp, nó còn được bảo vệ cả luân lực pháp. Và nó được sự đối xử rất là công bằng, công bằng, và được sự cưng chiều lo lắng một cách tỉ mỉ. Và Nguyên nói là những cái người mà nuôi chó, một là vô gia cư, hai là có điều kiện. Mà ngộ lắm, vô gia cư nó cũng nuôi dữ lắm, mấy vô gia cư nó cũng nuôi dữ lắm. Các quý vị thấy không, nó quái chỗ đó đó. Ở nước ngoài đó có hai loại người mà họ nuôi chó, một là vô gia cư, hai là người có điều kiện. Đó, vì những cái người mà không có điều kiện ở chung cư á, thì nó không có diện tích đất đai, nuôi chó rất là khó, nó lại dơ giấy nữa, nó ít có ai nuôi. Những người đã có nhà, có cửa, có đất, có sân là gia đình đã cũng khá giả đó, ta mới nuôi. Còn mấy ông vô gia cư thì đất của ổng là minh mông rồi, chỗ nào cũng là đất của ổng hết. Đó là hai người đó là họ nuôi chó nhiều thôi. Còn giống như người mà Nguyên nói là bận rộn làm việc ở trong những chung cư, ít có ai nuôi chó mèo lắm, bởi vì họ không có thời gian chăm sóc và họ cũng không có thời gian lo lắng cho được, và phải tốn kém thời gian và kinh phí, cũng không ai ấy được. Nhưng chó ở tại Á Châu chúng ta thì sao? Chúng ta nói về chó nước ngoài, chúng chó Á Châu sao? Chó Á Châu chúng ta thì sực cày bảy món bay ơi, ngon lắm, kèm thêm lá mơ bay ơi, chấm vào mà mắm nêm, trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây đây, chúng ta cũng thương chó mà chúng ta lùng sang bắt chó. Chó mà mới vừa nuôi mà nó hở gan cái là hai ba thằng nó ginh chó đi liền. Nó ginh đi đâu không biết, nó ginh liền cái rồi bỏ chó rong chạy ra ngoài đường, đầu nó chạy xe gắn máy, nó đi liền luôn. À, chó chúng ta mà cứ hở là mất, hở là mất. Chó Việt Nam nó quý, nó còn quý cái kiểu khác nữa. Nó quý cái kiểu khác đó các bạn. Chó là, thì không phải chỉ có Việt Nam chúng ta là những cái quốc gia ăn thịt chó đâu. Có nhiều quốc gia trên thế giới, quá khứ của những quốc gia Tây Phương nó vẫn có. Những cái quá khứ năm 1800 mấy, thí dụ như vậy. Những cái quá khứ nó cũng có. Nhưng mà Á Châu chúng ta thì có nhiều hơn. Đặc biệt là Nam Hàn và Bắc Hàn, đó là cái món tuyệt vời của họ. Món đó là món không thể thiếu được. Cái món là cái món kêu mà họ nói và họ chảy nước miếng đó, kêu là cái món là thuần túy, cái món quốc danh đó, những cái món mà đỉnh của họ. Đỉnh của họ thì đây là Nguyên đang nói về thông tin của Nam Hàn mà Nguyên dẫn dắt cho nó chương trình cho nó vui. Thì gần đây nhất thì Nam Hàn các vị cũng biết là một cái quốc gia đang tiến triển, phát triển về đủ mặt, mặt công nghệ, mặt nghệ thuật. Chúng ta được biết là nhạc, phim ảnh của Nam Hàn bây giờ ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Về mặt thẩm mỹ, đủ thứ mặt hết, mặt kinh tế, văn minh, tiến bộ. Nhưng vấn đề ăn thịt chó đó, nó vẫn trở thành một cái sự nổi ám ảnh và cái sự nổi có thể nói là không được đẹp về cái hình ảnh của Nam Hàn. Nên chính phủ của Nam Hàn đã quyết định cấm ăn thịt chó. Cấm ăn thịt chó thì nó đã dẫn đến cái sự việc phẫn nộ của rất là nhiều người, đặc biệt là những người làm cái nghề nghiệp là nuôi thịt chó để bán, nuôi chó để bán. Thì hiện bây giờ họ đưa ra nhiều giải thiết. Họ nói
tới giờ, từ đó tới giờ tại sao phải cấm? Hỏi mà từ đó tới giờ ăn có chết chóc thằng Tây nào đâu? Có chết chóc thằng Tây nào đâu? Người ta nó thì uống rượu nè, lái xe đánh đập nè, hút ấp phiện nè, sai phạm nè, phạm pháp đủ thứ hết. Còn ăn thịt chó không ai phạm pháp gì đâu. Đây là lý lẽ của những người Nam Hàn. Họ xuống đường biểu tình. Và cái ông mà chủ trại chó lớn nhất của Nam Hàn, ông còn nói tôi nuôi 2.000 con, 2 triệu con chó, chánh phủ cấm tôi thả rong hết, tôi thả hết. Ngày hôm nay họ đến cái vinh của tổng thống, vinh của tổng thống, họ đem cả đống chó ra mà họ thả. Ê, con người ai sống cũng có số khác như vậy. Thấy chó nước ngoài với chó Á Châu chúng ta nó phân biệt khác biệt đối xử quá. Cuộc đời con người nó thật tế, các cái vị đầu thai cũng phải lựa chỗ nha. Mà mai mốt mà không xui, mai mốt đầu thai xuống Im Dương, hey, mày đợt này mày tội ác quá, làm con chó phải hỏi nữa, chó nước nào? Lỡ kiếp chó đi mà xin hỏi cho Im Dương ơi, con đầu thai chó nước nào? Có những quốc gia các cái vị phải tránh. Lỡ ác quá, làm ác mà tin mà kêu là thuyết lý của nhà Phật đó, làm ác xuống đầu thai đó, đào thai nhiều khi xui cái đào thai thành con chó thì sao? Nhưng mà nhớ xin trước, cho con xin chó Mỹ, chó Pháp, chó châu Âu, đừng con xin chó Việt Nam, chó Đại Hàn nha đó, hay xin chó Trung Quốc nha, phải nhắc. Nếu không mấy ông quên, ông phải xuống chó Á Châu là chết. Nên nói chung chung là Nam Hàn đang biểu tình rất là rầm rộ về vấn đề này, vì đó là cái món thường tí của họ, những cái món cái là quốc danh của họ. Khi bây giờ chánh phủ đã thay đổi cái luật lệ để bảo vệ cái hình tượng của người dân của đất nước Nam Hàn, cái hình tượng của đất nước Nam Hàn, nên đã xảy ra cái sự tranh cãi ở tại đó, cái điều đó. Còn Bắc Hàn thì không bao giờ có tranh cãi, sợ con gì nó cũng ăn hết. Ở Bắc Hàn là nó không có cái gì ăn, con gì nhúc nhích là ăn thôi, trừ bà Loan con tán ra là ăn không được. Thì ở Bắc Hàn là cái con gì mà nó có nhúc nhích được là ăn thôi các quý vị. Nên ở tại Bắc Hàn không có gì tranh cãi hết. Ở Nam Hàn thì chúng ta còn có chuyện nói, ở Bắc Hàn là chỉ có con bà Loan con tán là cứng quá, nhai không nổi, nấu nó không tan thôi. Cái con gì mà ăn được là ở Bắc Hàn nó ăn hết rồi, nó ăn sạch sành xanh luôn. Đó là bản tin vui vui liên quan đến cho các quý vị nghe cho nó vui vậy thôi, để chúng ta biết là thế giới nó có những cái sự khác biệt như vậy, khác biệt như vậy. Và bây giờ chúng ta quay trở lại bản tin của Việt Nam ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay thì nó có khá là nhiều bản tin ngoại giao. Úi dồi ôi, phê. Đây, cho Nguyên gã lấy hình cho các quý vị. Đây. Dạ, chết. Đây. Đây là hai cặp xứng đôi vừa lứa. Ồ, đúng không vậy? Vừa xứng đôi vừa lứa, duyên quan hay họ, chúng ta gả luôn. Nói chung chung là ngày hôm nay ở Việt Nam chúng ta khá là nổi bật, thế giới hợp hội rất là nổi bật các quý vị. Thế giới hợp hội rất là nổi bật. Nguyên nói nha, mấy bữa nay là họp nhiều lắm, rất là nhiều họp. Mấy bữa nay là cả thế giới người ta họp không ngừng. Họp ở tại Liên Hiệp Quốc không bao giờ ngừng, ngày nào hình như cũng họp. Bữa nay đang họp khí hậu COP28, ngày hôm qua là họp an ninh châu Âu, có thể nói là bữa trước là họp vấn đề của Trung Đông. Ôi trời, nó thể nói là mấy bữa nay là cả thế giới, mấy ông ngoại trưởng bộ ngoại giao, mấy ông chánh trị gia, ông mệt xỉu luôn, ông đi họp mệt xỉu luôn. Mấy ông chánh trị gia, mấy ông tổng thống đồ họp mệt xỉu luôn. Thì Việt Nam chúng ta đón quá nhiều khách Việt Nam. Các vị có biết là bữa nay là ông Vương Nghị đã đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, rất là lâu rồi. Rất là lạ, Vương Nghị đến Việt Nam. Đấy, Vương Nghị đến Việt Nam, Campuchia đến Nam. Cái hình đó là bà chủ tịch của Campuchia đó, chủ tịch Hạ viện của Campuchia đó. Campuchia đến Việt Nam. Các vị, ủa tại sao trong giai đoạn này Trung Quốc lại thích Việt Nam thế? Ghé thăm Việt Nam như thế, lý do tại sao các quý vị? Tại sao Trung Quốc và Campuchia tự bỗng nhiên lại ghé thăm Việt Nam, trong khi lúc đó ngay trong một lúc tự ông Vương Nghị ghé thăm Việt Nam đột ngột, một cái chuyến ghé thăm nó vô cùng đột ngột, nó vô
nó không hề được cái sự công bố trước và biết trước gì cả. Các anh chị em, tại sao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc ghé thăm Việt Nam trong giai đoạn này? Theo cái nhìn của các quý vị, trước khi Nguyên em cái phân tích bài bình luận của Nguyên một chút xíu về cái tình hình ngoại giao của đất nước Việt Nam. Chắc là các quý vị sẽ có những cái quan điểm khác nhau và có cái nhìn khác nhau tùy theo các quý vị đang đứng về cái lập trường nào. Đối với Nguyên, Trung Quốc đang sợ. Trung Quốc đang sợ. Trung Quốc đang sợ các quý vị. Trung Quốc đang sợ Việt Nam quay lưng. Đang sợ Việt Nam thoát Trung. Đặc biệt là điển hình gần nhất là khi Việt Nam ký nâng cái tầm đối tác tối đa với Nhật Bản. Việt Nam nâng tối đa Nhật Bản. Nâng đối tác vấn đề kinh tế cả luôn một phần ban giao về vấn đề quân sự ở tại Biển Đông. Trung Quốc sợ Việt Nam thoát Trung. Và Trung Quốc bắt đầu đi đến Việt Nam để có những lời dặn dò cần thiết và muốn thuyết phục Việt Nam giữ nguyên cái tình trạng và không sự thay đổi. Khi cái bữa Trung Quốc đến Việt Nam thì ngày hôm nay cũng ông Nhật Bản cũng đến. Phái đoàn đặc nhiệm của Nhật Bản cũng đến ngay trong ngày luôn. Tại do phía bên Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là người tiếp đón. Ông Vương Nghị thì bắt trọng tiếp đón, vì Thủ tướng Phạm Minh Chính thì đi ở tại Trung Đông rồi. Phái đoàn đặc nhiệm của Nhật Bản cũng đến luôn, đến Việt Nam luôn. Nên hiện bây giờ cái cách ngoại giao của Việt Nam gần đây là Việt Nam là vươn xa tầm rộng. Việt Nam đang có một sự đối tác đa dạng quá. Châu Nguyên nói cái điều này là cái điều mà Nguyên mong đợi từ lâu. Vì muốn thoát Trung, chúng ta bắt buộc phải ngoại giao đa dạng quá. Chỉ có cách đó thôi. Chỉ có cách duy nhất hiện bây giờ là chúng ta phải bắt tay với nhiều thế lực. Dùng những cái thế lực khác để kèm kẹp Trung Quốc, đặc biệt là những thế lực đang chống Trung Quốc. Thì cỡ này mấy ông Việt Nam bắt đầu từ lúc mà ban giao với Mỹ, nâng cái tầm đối tác với Mỹ, thì cái cánh cửa của thế giới đã mở rộng cho Việt Nam. Chúng ta thấy rõ, Úc Châu cũng đang chuẩn bị nâng cái tầm đối tác tối đa với Việt Nam trong những ngày kế tiếp. Đang nằm trong cái giai đoạn đàm phán, đợt trước phái đoàn của Úc Châu đã đến rồi. Và Úc Châu đã có đề nghị với Việt Nam vài phần vấn đề này. Và nếu mà suôn sẻ thì Việt Nam cũng có thể nâng cái tầm đối tác tối đa với Úc Châu trong những ngày kế tiếp, cả luôn kinh tế và quân sự. Thì gần đây nhất thì ông Trung Quốc, ổng đã thấy tình hình Việt Nam đã có cái mồi muốn thoát Trung, thoát ra sỏi kèm kẹp của ổng, bắt đầu ổng run teo, ổng nói chết Việt Nam không được, thằng nào được chứ Việt Nam là không được. Trung Quốc rất là sợ điều đó, vì trong lịch sử Trung Quốc đã thất bại sau khi Việt Nam đã quay lưng. Mỗi lần Việt Nam mà quay lưng là Trung Quốc phải hứng chịu sự thất bại. Nên đợt này Trung Quốc rất là lo. Đó. Nên lý do cái chuyến đi của ông Vương Nghị là để muốn cam kết với Bác Trọng những lời Bác Trọng đã từng hứa. Ê, anh hứa với tôi cái gì? Anh có giữ lời không? Tôi với thằng Campuchia ghé thăm anh nè. Đó. Ê, tôi với Campuchia ghé thăm anh nè. Đó. Anh hứa cái gì không? Châu Nguyên nói Trung Quốc đang lợi dụng Campuchia. Để làm gì? Để đe dọa Việt Nam. Tuy rằng hiện bây giờ cái tiềm năng của Campuchia chưa có đủ cửa về quân sự đe dọa Việt Nam. Nhưng đó là bây giờ thôi. 5 năm, 10 năm nữa thì nó hoàn toàn khác. Trung Quốc đang yểm trợ quân sự cho Campuchia rất là mạnh. Chúng ta đều biết là Trung Quốc đã xây 2 căn cứ quân sự ở tại Campuchia. Trung Quốc đang huấn luyện đào tạo binh sĩ của Campuchia. Để làm gì? Cái tiềm năng duy nhất Trung Quốc đang lợi dụng Campuchia để uy hiếp Việt Nam nếu Việt Nam không có nghe lời. Việt Nam không có nghe lời. Trung Quốc sẽ không trực tiếp đối kháng với Việt Nam một cách trực tiếp giống như trong quá khứ năm 1979. Trung Quốc sẽ không làm cái chiêu đó nữa. Vì hiện bây giờ thế giới nó khác biệt xưa. Bây giờ năm 79 tới bây giờ nó đã quá lâu rồi. Bây giờ thế giới nó đã khác rồi. Nó đã tiến bộ rồi. Nó 40 mấy 50 năm rồi. Bây giờ thế giới đã tiến bộ. Nó bắt đầu có một sự phát triển. Và Trung Quốc sẽ dùng chơi những cái đòn giật dây, học cái chiêu bài của mấy ông châu Âu và mấy ông Trung Đông, đứng làm sao bức màn bí mật và việc dây chính trị.